Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hé lộ về hôn lễ thứ hai ca sĩ Quang Dũng vợ doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Hậu hai đám cưới được tổ chức đơn giản, ấm cúng tại quê chú rể Quang Dũng và cô dâu Khánh Vy. Cặp đôi sẽ có hôn lễ hoành tráng để chiêu đãi bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian úp úp mở mở, Khánh Vy đã đích thân chia sẻ những thông tin hiếm liên quan đến ngày trọng đại. Trên trang cá nhân, bà xã Quang Dũng đã khoe tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian địa điểm rõ ràng và còn hé lộ luôn những vị khách mời là sao Phoebe sẽ đến dự. Theo thông tin trên thiệp hồng, đám cưới của Quang Dũng và Khánh Vy sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 7 tháng 5 tới, tại một khách sạn sang trọng, đắt đỏ bậc nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi được nhiều ngôi sao hạng A trong Vbiz lựa chọn để làm hôn lễ. Để đám cưới thêm phần sang trọng và chỉn chu, cô dâu chú rể đã yêu cầu khách mời diện dress code trắng, đen, kem, phải mang theo thiệp mời được vào bên trong tham dự. Quang Dũng đã không còn e dè như trước, anh chia sẻ thẳng thắn với truyền thông về cuộc sống và những mối quan hệ hiện tại. Quang Dũng, tên thật là Thái Văn Dũng, anh sinh ra và lớn lên tại vùng đất Võ Quy Nhơn, Bình Định. Anh được biết đến là một ca sĩ Việt Nam dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh Công Sơn. Năm 1997, anh tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình Bình Định và đạt giải nhì. Năm 1998, Quang Dũng được Sở Văn hóa tỉnh cử làm đại diện tham dự cuộc thi giọng hát hay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tại Huế và anh đã giành một huy chương vàng. Anh được đạo diễn Trần Mỹ Hà mời vào vai Hàn Mặc Tử trong bộ phim truyền hình dài 5 tập đã thực hiện. Và trong phần 2 của phim Gái Nhảy, Quang Dũng cũng được mời vào vai ca sĩ Khang Dũng. Cuối năm 2008, Quang Dũng đã thực hiện live show Love Story và tạo được nhiều ấn tượng trong lòng những thính giả yêu nhạc. Ngoài ra, anh từng giành được 5 đề cử cho giải Cống Hiến. Anh đã kết hôn với Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi tham gia đóng phim Những Chiếc Lá Thời Gian của đạo diễn Lê Cùng Bắc. Kịch bản Châu Thổ và Bùi Quang Đạt. Ngày 9 tháng 2 năm 2008, Quang Dũng có con trai với Jennifer đặt tên là Thái An Nam, sau đổi tên thành Thái Bảo Nam. Năm 2009, cặp đôi này đã ly hôn. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Quang Dũng đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Chồng cũ Jennifer Phạm cho biết anh đã không còn độc thân và có người tình mới. Tuy nhiên, nam ca sĩ quyết định giấu kín mọi thông tin về người này để giữ cho riêng mình. Những người xung quanh vẫn quan tâm sao? Tôi chưa đi bước nữa hay công bố tình yêu mới mà cứ hát mãi về sự cô đơn. Tuy nhiên, tôi chỉ hát về nỗi cô đơn của ngày xưa mà thôi. Tôi của ngày hôm nay đã biết hạnh phúc là như thế nào. Tôi xin phép không chia sẻ về điều đó. Tôi đang có được những ngày tháng hạnh phúc và chỉ muốn khán giả biết thế thôi. Giọng ca Vì Đó Là Em chia sẻ thêm. Quang Dũng đề cập về quan hệ hiện tại với vợ cũ Jennifer Phạm. Nam ca sĩ cho biết cả hai dù đã ly hôn nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau để trao đổi thông tin về con trai Bảo Nam. Được biết, hiện tại con trai Quang Dũng đang ở Mỹ cùng mẹ. Nam ca sĩ sinh năm 1975 khẳng định giữa anh và vợ cũ vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau. Những dịp sang Mỹ lưu diễn, Quang Dũng đều ghé qua thăm con trai mà không ngại chồng cũ Jennifer Phạm ghen. Khi Quang Dũng đang hẹn hò với người bí mật thì Jennifer Phạm đã là bà mẹ 4 con và có cuộc sống hạnh phúc bên chồng mới là doanh nhân Đức Hải sau đổ vỡ với Jennifer Phạm và bao năm lẻ bóng. Gần đây, ca sĩ Quang Dũng lại xuất hiện thân mật bên hot girl 9X xinh đẹp. Và trong số những người đẹp bị khoanh vùng là bạn gái mới của Quang Dũng thì gây sự chú ý nhiều nhất chính là hot girl Vũ Ngọc Trâm, lý do khiến người hâm mộ tin rằng Vũ Ngọc Trâm là bạn gái mới của Quang Dũng là vì một số status gần đây của cô thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật với nam ca sĩ lên trang cá nhân. Tuy nhiên, Quang Dũng cũng đã lên tiếng khẳng định không có chuyện tình cảm với Vũ Ngọc Trâm. Anh và cô nàng chỉ đơn thuần là cùng chụp ảnh cho một thương hiệu và họ phải diễn nhiều cảnh tình tứ với nhau theo yêu cầu từ phía nhãn hàng. Cách đây không lâu, người tình nóng bỏng của Quang Dũng, Vũ Ngọc Trâm lần đầu công khai ảnh tình cảm bên bạn trai giấu mặt. Nữ diễn viên khẳng định khi yêu sẽ công khai mối quan hệ với bạn trai thay vì giấu giếm. Được biết trước đây, nam ca sĩ Quang Dũng từng dính nghi vấn hẹn hò với hot girl 9X nóng bỏng Ngọc Trâm này. Tuy nhiên, sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận và cho đến nay,
Khi Ngọc Trâm công khai bạn trai thì đã làm sáng tỏ tin đồn về mối quan hệ với chồng cũ Jennifer Phạm. Sau khi chia tay Jennifer Phạm, ca sĩ Quang Dũng vẫn chưa công khai chuyện tình cảm của mình. Đến nay, nam ca sĩ đã có người mới hay chưa vẫn còn là một ẩn số với công chúng. Dù ly hôn nhưng mối quan hệ giữa Quang Dũng và Jennifer Phạm vẫn luôn tốt đẹp. Cả hai luôn dành tình cảm đặc biệt cho cậu con trai bé bỏng. Theo Quang Dũng, giữa anh và vợ cũ luôn có những giao ước nhất định và rõ ràng. Đặc biệt, nam ca sĩ cho hay, riêng với việc chăm sóc con trai, anh luôn đồng ý làm theo sự sắp xếp của Jennifer Phạm mà không hề có ý kiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.